Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày lễ ông táo nha mọi người. Mình sẽ đưa ông táo về trời. Đây là cá mình đang cầm trên tay nha mọi người. Trời, nó bự nha mọi người. Cá chim á mọi người. Nó đang còn khỏe lắm luôn á. Em nói thiệt, nó đang rất là khỏe nha. Mỗi lần nữa là bảo ăn được cả khỏe. Nó bên này đưa ông táo về trời nha mọi người ơi. Giờ đưa ông táo về trời nha mọi người ơi. Ta xem cá này. Trời đất ơi. Con đừng rơi đuôi này hỏi luôn nha. Mày suốt ngày nói điều xui rồi. Bây giờ em sẽ đưa cá ra ngoài bến nha mọi người. Đây là bến Nam Thạch đó. Ừ, đúng rồi. Bến Nam Thạch nha mọi người. Giờ đưa cá ngoài bến này. Đây. Đường đâu bẩn quá. Giờ ngoài kia là bến nha mọi người. Ok, rồi mày bước qua được không? Hồi qua mất cái này ở đâu chẳng được ấy. Nghe cá này mọi người thấy đẹp không? Trời đất ơi, hình nó 7 con lận luôn á mọi người. Rồi bước ra bến nha. Mình nhà mình cũng thấy rồi mà. Đây nha mọi người, bến đi nha mọi người. Trời đất ơi. Này bước ra bến không chưa? Bước ra ngoài nha. Té chết mẹ. Ra ngoài bến này nha mọi người ơi. Trời ơi nắng quá, không ăn mẫu hay nón gì hết. Từ từ điệp mẹ đi. Nhấc tay ra, đang quay. Cái cua này đang quay, mày phát đang áp vào răng ấy nhở. Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ hai chị em mình sẽ tha cá nha mọi người. Quay em luôn đi. Đang quay được. Không được. Nắng. Bây giờ hai chị em mình sẽ tha cá nha. Mỗi đứa thả. Mỗi đứa thả một lần. Mỗi hay là mỗi đứa thả một con. Hai đứa thả cùng nhau luôn nha. Bây giờ mày ướp cái gì tao ướp một điều. Nha, được không? Chị ước là năm nay là chị có rất là nhiều người khinh, với lại là rất là nhiều khổ luôn. Việc này việc mình không làm cái kiểu người ta có đổ tội cho mình ý, người ta hiểu lầm mình á. Cho nên là năm nay chị sẽ ước là chị sẽ thành đạt và may mắn này, và sẽ không bị suy sụp này, mình yêu thương nhau hơn này. Nam mình sẽ đưa thả cá, mình gọi mình sẽ đưa để mình sẽ đưa lên ông táo lên trời các bạn. Bây giờ đi nhá, đi nè, để mong các bạn, nó đi luôn này các bạn ạ. Còn lại mày ước đi này, mày ước đi rồi em chưa ước con nào, ước đi, thả hết cả lõm không cầm đấy được.
thả từng con. Em ước là năm ngoái á, là em bị năm ngoái đó, là năm ngoái năm nay rồi mà. Năm nay, năm nay thì em bị đổi tội rất nhiều và bị người thân ơi là cái cô nên đi chẳng trốn thành lung tung. Ước khi năm nay không được chẳng chúa nữa. Thế mà năm nay mày chẳng cả năm mà. Dạ em có điều ước là năm nay em sẽ nhảy đẹp hơn. Chị cũng năm nay chị ước là gia đình nhà mình đoàn tụ hơn. Năm mới chỉ có thể là nhiều tiền lì xì và giàu hơn chứ không nghèo giống năm ngoái. Mình chị ước chỉ sẽ thật là nhiều tiền. Đi luôn nha, ước lên là nhiều tiền. Nó đi luôn mọi người ạ. Thì nó không đi nó ở lại mình như sao? Năm ngoái thì mình nhảy bài bom bom và bài bom bơ và bom bom và bài USD không được y như ý, không được đẹp. Năm nay mình nhảy đẹp về, cảm ơn. Năm nay mình ước mày mà có thật là nhiều tiền lì xì không? Tết năm nay mày may mắn nhiều tiền lì xì không? Rồi ước luôn nhá, rồi cho em nó đi luôn. Gác cho nó chán nó đi kìa. Hình như không đi sao ấy mọi người ạ? Không đi kìa. Không đi luôn này kìa. Ủa? Đừng có bắt nó về, cho nó đi luôn đi. Hân cứ lại đây thôi. Hân cứ lại đây thôi, đi nhá. Đi lên trên đường nhá. Ủa bắt? Hân vẫn còn. Đừng. Ôi trời, đất. Mày sợ tao không đi. Đi luôn nhá. Còn một con gác chân lên này. Còn một con nữa. Sao mày ước mình như thế nào? Đây là điều ước, sẽ là điều ước cuối cùng của năm. Mày ước mình như thế nào? Ước năm nay học giỏi không? Không phải, em ước em là em ước là em có bác sĩ giảm nhất thiểu phải không? Không phải. Mà là em ước là mình có thể làm theo ý của mình. Cái ý của mình thành thật, mày mộng mơ những cái gì thành thật đó. Không bao giờ có nhá. Không phải, em ước gì chuyện tình cảm của em chưa bèo, chưa nhớ. Rồi đi nha, con đi luôn đi, mày thả xuống con đi. Con không được, con biết không thành thập mà, không thành thập mà. Con sủi cả năm. Đá ơi, đá mồ. Ôi này, đây. Đi. Nhắc cho nó chó đi mà. Ủa đi đi. Em nhắm mẹ mất luôn cả mồ nữa. Đi đây. Mày cứ lừa tao. Đá cái bị lừa tao. Lừa tao. Bye bye, xuất nhà lừa tao. Có nhịn em lâu, có thức lừa. Ôi trời, cái lừa tao chết đi. Lừa tao mãi. Ta đi chơi tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài. Rồi cho em nó đi luôn. Gác chân nó chán nó đi kìa. Bao lâu không biết say, không được thoải mái như vậy. Giờ rằng vào ngày mai ta lại ngần nhau đôi khi không dám nhìn bạn. Mặc kệ đời đi quan tâm chi, chỉ cần ngày hôm nay hai ta đi nhau là. Em mà dịu ta tỉnh đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Chị em mình cũng ước thả cá nhé. Khoan, chờ xíu, em gọi lên của cái tóc đấy nóng á. Trời ơi. Đã
nhanh nhanh ông chạy. Chị thả trước hay cả hai đứa cùng thả? Chị thả trước đi. Hai đứa cùng thả luôn đi. Ước nguyện của hai chị em mình sẽ thành thực. Em mới từ sao không bị thần kinh. Tổ táng như bị giờ. Hôm nay không được nói điều xuôi. Phải nói điều tốt và điều đẹp trong cuộc sống. Lưỡi mình đẹp không các bạn? Bắt mình đẹp không các bạn? Múc cá nhanh lên. Đây đây, em tự múc. Lấy nước thả nổ ở trong đây luôn. Vâng.